Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay. Trong bản cập nhật thị trường mới nhất được phát hành vào ngày 15 tháng 8, QCP Capital nhận định những tuần tới sẽ là thời điểm quyết định đối với Bitcoin. Tháng 9 sẽ rất quan trọng sau khi Bitcoin hoàn thành việc xây dựng mô hình nêm tăng bắt đầu vào cuối thị trường giá xuống năm 2022. Trên các biểu đồ, mô hình nêm mà Bitcoin đã giao dịch kể từ mức thấp $15,000 sẽ đạt đến điểm kết thúc đầu tiên vào đầu tháng 9. QCP lưu ý rằng khu vực quan tâm cụ thể là $29,300, chính xác là mức giá hiện tại của Bitcoin. Liệu sẽ có một đợt phục hồi mạnh mẽ được chúng ta đến ngưỡng kháng cự $34,000 giống như 3 lần trước đó đã chạm được xu hướng hỗ trợ trong năm nay? Chúng tôi nghĩ rằng có thể vẫn còn một vài tuần yên tĩnh nữa trước khi chúng tôi phát hiện ra. Chúng tôi đang tìm cách mua lại các quyền chọn bán vào cuối tháng 9 và mua vào cuối tháng 12. QCP Capital cho biết, quan điểm của nhóm phân tích phù hợp với nhiều quan điểm lạc quan hơn về Bitcoin trong thời gian ngắn, bao gồm cả tháng 10 là hạn chót cho sự trở lại của thị trường tăng giá Bitcoin vào năm 2023. Lần cuối cùng giao dịch bị né như vậy, đó là vào mùa đông crypto năm 2018 và 2019. Cần phải có sự thay đổi trong kinh tế vĩ mô để hồi sinh thị trường trở lại. Sự biến động của Bitcoin đang thách thức mức thấp lịch sử, như được thể hiện qua dữ liệu chỉ số biến động lịch sử Bitcoin từ TradingView. QCP cho biết, mặc dù sự thay đổi của thị trường vĩ mô vẫn chưa xuất hiện, nhưng có một số chất xúc tác ngắn hạn có thể sẽ xuất hiện vào cuối tháng tới, bao gồm MT.GOX, GBTC, phán quyết có thể có của SEC đối với các ứng dụng của BlackRock Fidelity và một số sàn giao dịch crypto tập trung tiềm năng, đồng thời lấy tin tức về stablecoin. Các nhà phân tích đã tham khảo thời hạn tháng 9 để Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ được phê duyệt. Đây được coi là một bước ngoặt cho ngành. Bitcoin ETF đầu tiên của châu Âu bắt đầu giao dịch vào ngày 15 tháng 8 và được quản lý bởi Fidelity Investment. Thông tin tiếp theo, Binance đóng cửa dịch vụ thanh toán crypto để tập trung vào các sản phẩm cốt lõi. Dịch vụ này đã được triển khai vào tháng 3 năm ngoái trong nỗ lực giúp các công ty tài chính truyền thống sẵn sàng sử dụng crypto. Sàn giao dịch Binance đã đóng cửa dịch vụ mua bán Binance Connect, trước đây gọi là Bfinity, chỉ 4 năm sau khi ra mắt. Dịch vụ này sẽ bị vô hiệu hóa vào ngày 16 tháng 8 vì Binance muốn tập trung vào các sản phẩm chính và mục tiêu dài hạn của mình. Một phát ngôn viên của Binance cho biết, chúng tôi định kỳ xem xét các sản phẩm và dịch vụ của mình để đảm bảo rằng các nguồn lực chúng tôi được tiếp tục tập trung vào những sản phẩm cốt lõi phù hợp với chiến lược dài hạn của chúng tôi. Trong 6 năm qua, Binance đã phát triển từ một sàn giao dịch thành một hệ sinh thái blockchain toàn cầu với nhiều ngành nghề kinh doanh. Chúng tôi nên điều chỉnh và sửa đổi phương pháp kinh doanh của mình để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường và người dùng. Binance Connect cho phép người bán chấp nhận thanh toán bằng crypto đã ra mắt vào tháng 3 năm 2022 với nỗ lực giúp các công ty sẵn sàng sử dụng crypto. Dịch vụ này hỗ trợ 50 loại crypto và tất cả phương thức thanh toán chính, bao gồm Visa và Mastercard. Và thông tin cuối cùng, tòa án chỉ hoãn phán quyết trong vụ kiện giữa Grayscale và SEC. Phán quyết được chờ đợi về cuộc chiến pháp lý của Grayscale chống lại SEC nhằm chuyển đổi GBTC thành Bitcoin ETF đã bị trì hoãn. Quyết định có tiềm năng mở ra cánh cửa cho crypto trên các thị trường tài chính truyền thống của Hoa Kỳ, ban đầu được dự kiến sẽ công bố vào tối thứ ba tuần này. Tham vọng của Grayscale trong việc chuyển đổi GBTC thành một quỹ ETF đã thu hút được sự chú ý. Sự chấp thuận của ETF sẽ cho phép giao dịch trực tiếp crypto trên các nền tảng tài chính đã được thiết lập, thúc đẩy sự tăng trưởng của crypto. Các chuyên gia pháp lý và các nhà quan sát đã chú ý đến quyết định của tuần này, được cho là sẽ mang lại những tác động đáng kể. Scott Johnson, một đối tác chung của Van Buren Capital, lưu ý rằng sự chậm trễ trong phán quyết có thể là do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả việc luân chuyển thư ký luật hàng năm tại các tòa án quận Hoa Kỳ vào tháng 8. Trong lịch sử, tình huống này đã khiến các thẩm phán phải giải quyết khối lượng công việc khổng lồ của họ trước khi nhân viên mới đảm nhiệm. Theo một báo cáo gần đây, giám đốc điều hành của Grayscale, Michael Sonnensen, đã hy vọng tòa án sẽ đưa ra quyết định trong quý thứ hai. Trong khi kiềm chế suy đoán về kết quả, ông nhấn mạnh rằng Grayscale sẵn sàng chuyển vấn đề lên tòa án tối cao nếu vụ kiện ban đầu thất bại. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.